I got one. Sao chưa có chảo bên đây hả? Đây không có chảo hả? Nó không có chảo, này là hấp cái nắp rồi nó ra cái luôn. Có nghĩa là cái chảo hai cái nó nóng đều hay nó chín mới đều trên dưới vậy? Cái này là cái lửa. Này là bột gì anh? Bột mì với đường không ạ? Có sữa không? Có trứng. Bột mì đường với trứng không ạ? Đây là cũng nốt bánh nha. Ủa anh, rồi anh ở đâu anh lên đây bán anh? Ở thúng nốt hả? Ở thúng nốt hả? Ở đây ở trọ hay sao? Ở đây ở trọ. Ở trọ đâu? Tạp chê vậy hả? Mới bán đây cũng lâu rồi, mới lên đây bán thôi. Tụi anh mới lên đây chừng nửa tháng cái gì? Đúng rồi. Mới đi nghe mới thấy đây mà. Nhưng mà nó bán thì đổ không kịp. Đổ không kịp hả? Đổ không kịp bán. Đắt vậy? Đắt. Có mình bán hay có vợ con gì bán phụ không? Vợ thôi rồi. Sao vậy? Nó mình bán mình lo chơi với này thôi. Là anh lo chơi hay vợ lo chơi? Tôi lo chơi. Cái. Chưa có nữa con. Đắt nha. Cái này là khổ dầu. Ủa sao cái chảo này có trét gì hơn mà cái chảo không dính không anh? Không, cái chảo này nó bình thường này. Chảo này nó không lắm nha. Cho bình thường nhà làm dính mà đây là không dính ta. Tại mình có cái tiếng khuyết á, mình làm nó không dính. Bé cái nào không nè. Nếu mà không bình thường nè, làm là dính chứ lắm, không dính lên trái luôn à, dính là hết cỡ. Ngày bán được mấy trăm cái không anh? Ba trăm mấy chục cái. Dữ rồi, sáng tới chiều luôn hả? Tôi quýnh là 3 thùng 1, mới đem về thùng 3 thùng. Trái 5 ngàn, nghe 300 mấy. 300 mấy chục đấy. Ghê, 2 triệu rồi sướng đi làm công nhân rồi. 1 triệu 8, quýnh một thùng là 1 triệu 8, 600 ngàn. 3 thùng. Từ nào anh có bán đâu chưa hay mới bán đây? Bán cũng có nhiều rồi, nhưng mà cái bánh này mình bán là từ ở Hóc Môn tới Củ Chi, lên tới đây luôn. Cũng như chia ra bán. Ủa
Ủa bên kia thấy cũng bán nữa là còn là người quen luôn hay là có quen gì không anh? Bên kia là này cũng có lò không à? Một chủ hả? Này mình đổ mình đem mà bán. Rồi bà con hay sao? Gọi là chị này bán bán hả? Ông ấy đừng quay tao. Anh tao qua chị đâu? Này cũng như là tôi bán mướn cho ông thôi. Bán mướn á? Sướng vậy? Ngày có 300 mà. Gì? Mướn cho ông ngày có 300 mà. Bao là ông mướn thử. Ông mướn chị ngày 300 bao bao thử, tối ngủ chung với chủ. Ăn với chủ, ở với chủ luôn. Ngủ với chủ luôn. Thử luôn đi. Không sao, cái bàn đã bự bự á, ta làm một dây y như mấy ông bán bánh xèo miền Trung á. Cái đó nhìn không đẹp. Để từng cái nè. Cái món này từ nào giờ có ở đâu bán chưa? Dường như mới thấy những cái món này mới có đây à. Đúng rồi. Nó là có lắm. Cắt đậu bánh dân nhưng mà không có bánh này. Em thấy nhiều từ nào không thấy đây, em đi Sài Gòn cũng không thấy. Đến ra đơn giản mà bán đắt kia không thấy chân đây mà mấy bữa đi ngang thấy còn chân chân, bữa nay thấy hết chân nổi luôn rồi. Quá đông chân. Đỡ ra còn khách hàng đứng chờ. Không mà có cái bánh này nhiều khi không mất mua cũng mất mua nữa. Giờ nó ngộ nó đẹp. Em thấy nó ngộ, bữa mới nhìn em tưởng nó cái nón, em nói ủa cái bánh gì ngộ vậy. Thấy này cả tuần lễ rồi. Có 5.000 cũng kệ, cái giá cũng kệ, Bình Giang cũng kệ. Thốt nốt là miền Tây hả ta? Tây. Kêu. Kê cái bà bánh mì đi giờ. Trời ơi. Rồi có chửi không? Chửi gì mà chửi đó, em không chỉ mình đi biết mình sao chửi được. Dù biết ăn trộm nghề mày không chửi được đúng không? Ừ. Mắt lính giấy tờ nhậu mà mắt lính biết nè, mà đừng có vào phẳng cho phẳng em. Rồi rồi nay còn nhậu chung không? Nghỉ luôn rồi. Nghỉ luôn chặn luôn hả? Thì bây giờ là ra ăn cái bánh này, bánh đi thu bánh mình. Sao mà người Việt mình là phải giấu nghề mà, giấu gì lắm, cái này nghề gì cũng giấu hết á. Cái này mình chỉ ra là nhiều người làm lắm. Đúng rồi. Thì em thấy cái này là lạ. Sao mà cái người mình cái gì cũng vậy à, hãy thấy ai bán được cái gì là bu làm nhiều lắm. Anh nhớ cái đồ dùng khoai lang không? Khoai lang chiên á. Hồi đó có một xe, hai xe, trời ơi riết ra quá trời, cái bán hết được cái dẹp hết. Tại vì cái đó, còn cái bánh này á, mình đi bất cứ chỗ nào cũng vậy chứ. Mình bán mình không sợ gì hết. Tại vì nó không có đụng hàng với người ta. Chưa có nữa. Ở đây 4 cái rồi đây. Cái chảo này có 25.000 à. Rẻ, giống như ôm nhỏ mà. Cái ấn tượng ở chỗ cái nắp á. Cái nắp này á. Với lại chiên sao mà thấy nó phù lên đây như cái nón nè. À mình để trên cái chén nè. Không, ở trong đây em thấy nó phù rồi mà. Ở trong đây nó phù răng cột rồi đó thấy không? Nó phù ra nó phố dấu nó phù sẵn rồi. Mình đi đặt nó có. Đặt ra lò. Đặt mấy chỗ làm gớm hả? À, làm lò. Rồi giống thấy ở trong là nó phù sẵn lên cột phải không? Nó mô lên sẵn rồi. Đó thấy không? Đâu cần phải anh phải bỏ cái chén mới thấy đâu. Tại vốn nó đã bỏ u lên rồi. Cho nó đi hơi ra.
Nghe thấy người lớn cũng mua nhiều mà nít lại mua cũng nhiều ghê. Đúng rồi, nó dễ ăn. Con thái lâu ạ? Đây 4 cái rồi. 1 cái à, đây 4 cái. 4 cái. Chờ anh tí anh 4 cái, còn em còn 2 cái nữa đủ anh. Cho bớt chậm bớt chảo bớt nóng à. Giúp cá bánh xèo á. Lại tôi coi nó đứng rồi nó kêu tôi lấy bánh bỏ vô bọc. Bỏ vô bọc trong mấy ngày đó rồi tôi lại nó quay lại nó đứng lửa. Lửa mình biết làm cái gì. Cái gì mà mới mới có cái nghề mới mới bán trước nha. Cái này nó không có đụng hàng là cần phải tận. Trước đi đâu mình học được cái món gì mới về mình bán là ngon à. Đắt quá trời. Giờ này học sinh về bán đắt dữ. Nắp này mà không kẹt là nước á. Không, do người ấy mà. Do người đổ cái nắp á, do người làm. Biết cách làm chứ không biết cách làm đổ vô nước hết à. Rồi còn 4 cái lấy cho em luôn nha. Rồi. Có cái quánh nó bị vàng. Rồi không sao ra. Lấy tiền vậy. Y như cái nón lá. Đúng hai cái nón lá đúng nón của ông mấy ông Trung Quốc đi câu nè mấy ông già. Hấp dẫn ghê không? Không, mình kia chính giữa đã. Dạ. Ăn vô nó giòn, nó béo, nó ngon lắm.